Sau Nhật xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng phục vụ các bác chiếc bàn là không dây Nhật Bản này. Nhiều bác thì không biết không dây là như thế nào thì em nói qua nhé. Không dây thì tức là đây các bác nhìn đây nó có hai cái chấu này, nó sẽ ăn vào cái đế này, nó sẽ nhận điện ở cái đế này, làm cho cái bàn là này nóng lên. Đấy, nóng lên nhá. Thì khi mà các bác là ở đây, đấy, các bác là ở đây, đấy, thấy nước nhá. Đấy. Là đây thì nó sẽ nguội dần các bạn, là thì các bạn đặt đây trong vòng nó chỉ vào khoảng 3 giây thôi. Đấy, 3 đến 5 giây thôi là nó lại nóng lên bình thường. Yeah. Đây là một cái bàn là không dây của Panasonic. Bàn là không dây hơi nước nhé. Đấy. Hai đầu nhọn nhé. Đấy, mặt mũi rất đẹp này. Phun nước rất mạnh luôn. Thôi, phun nước nhé. Bọn này là thì khỏi phải nghĩ luôn ạ. Đây vừa là các bác vừa bấm này phun hơi nước luôn. Đấy, yeah. Đặt vào đây. Đấy, có hai cấp độ nóng. Đặt đây. Có chế độ hơi nước này, chế độ khóa. Một con bàn là Panasonic, trước này em bán là 1,1 triệu các bác nhé. Điện 100V. Bàn là không dây hơi nước, hai đầu nhọn. Mặt mũi còn đẹp. Bạn nào mua tặng vợ các bác liên hệ nhé, quan lưu ý là nó sử dụng điện 100V nhé. Nước phun rất áp lực. Chào các bác nhé.